Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hanekang Vlog của Tùng. Lần đầu tiên thì Tùng xin chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Tùng lại tiếp tục lên máy quay phim cho các bạn tham khảo. Trước mắt quý vị và các bạn là một con máy quay phim chuyên nghiệp các bạn nhé. Sony FDR AX100. Một model máy quay phim thật sự là với cái giá tiền tầm trung. Chất lượng quay phim 4K và rất nhiều tính năng chuyên nghiệp. Rất nhiều anh em live stream hay là quay sự kiện sử dụng con AX100 này rồi. Thì Tùng sẵn hàng AX100 máy phải nói là live neo các bạn nhé. Máy còn như mới. Đó các bạn ạ, máy còn như mới. Đó, thì thật sự là cũng không biết nói gì nhiều, bởi vì cái dòng AX100 này thì nó quá là tuyệt vời. Nó quá là tuyệt vời với con cảm biến của nó lên đến 1 inch các bạn nhé. Cảm biến rất lớn đấy, cảm biến 1 inch là rất lớn đấy. 1 inch là nó phải to tầm này các bạn, to bằng ngang cái khoảng hai đầu ngón tay của Tùng như thế này đó các bạn ạ. 1 inch các bạn cứ phân tích 1 inch ra, đo 1 inch vuông ra là biết ngay đúng không ạ. Đây, cảm biến của nó rất lớn nên là độ nhạy sáng của nó rất lớn, nên là giúp cho chúng ta là quay phim trong môi trường thiếu ánh sáng là rất là tốt và có rất nhiều tính năng chỉnh thủ công, ví dụ như là vòng xoay chỉnh focus hoặc là zoom này, chỉnh đầu ống kính này, zoom này, hoặc là AF MF này là focus này, chỉnh focus này, hoặc là vòng xoay nhỏ hơn để cho chúng ta có thể là chỉnh các tính năng như là iric gain ISO hoặc là shutter speed này các bạn này. Đó các bạn nhé, rất nhiều tính năng. Và con này cổng HDMI ở ngoài, chúng ta không cần phải mở màn hình ra mà chúng ta vẫn có thể là cắm cổng HDMI ra được. Đó, được trang bị với màn hình cảm ứng là 3.5 inch, giúp cho chúng ta là nhìn rất là đẹp đúng không ạ. Chúng ta nhìn hình ảnh trên màn hình rất là đẹp, cũng như là ngầm phụ chúng ta có thể là gập máy quay vào, chúng ta có thể quay qua ngầm phụ này các bạn nhé. AX100 này thì rất là nổi tiếng rồi với cái tầm trung của hệ máy chuyên nghiệp. Được tích hợp khe cắm thẻ nhớ và Tùng bán máy ra là Tùng kèm thẻ chuẩn 64GB U3 Class 10 tốc độ 170m các bạn nhé. Đó, U3 Class 10 tốc độ 170m. Đó, 64GB các bạn nhé. Thẻ quay chuẩn 4K U3 V30 này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Con này được quay với chất lượng quay phim 4K. Đây các bạn có thể nhìn thấy quay phim chuẩn 4K ở tốc độ bao nhiêu đấy ạ. Chúng ta có thể phân tích luôn. Ở tốc độ 30 khung hình trên giây XAVC SHD 4K. Ví dụ như là chúng ta chuyển sang chế độ XAVC SHD thì chúng ta cho phép chúng ta có thể quay lên 60 khung hình trên giây và tốc độ rất cao các bạn nhé. 60 khung trên giây 50m. Đó, còn ở chế độ 4K thì chúng ta có thể là quay 30 khung trên giây và tốc độ của nó lên đến 60m các bạn nhé. 60m. Con này là hệ NTSC các bạn nhé. Hệ NTSC rất nhiều anh em chuộng. Rất nhiều anh em chuộng hệ NTSC. Thứ nhất là quay phim, thứ hai là live stream. Đó, hệ NTSC rất nhiều anh em chuộng. Còn hệ PAN thì đa phần là nhà đài người họ dùng thôi, chứ còn anh em quay sự kiện, quay vlog hay live stream thì họ ưu tiên NTSC hơn các bạn nhé. Đó, đây là phím tăng zoom giảm zoom này, phím tăng zoom cơ lớn này, độ phóng zoom của nó rất là mượt mà, rất là êm ái các bạn nhé. Đó, và đằng này, đằng sau máy chúng ta có công tắc chỉnh nhanh, đó là về auto hoặc là về manual. Và ở cái chế độ filter này, rất nhiều anh em quan tâm đến cái filter này mà rất nhiều anh em cũng không biết cái filter này dùng để làm gì. Thì cái tính năng filter này dùng để cho chúng ta quay ở trong môi trường chỉnh nhanh ở trong cái môi trường ví dụ như là ánh sáng tối hay là ánh sáng yếu hay là ánh sáng lóa. Ví dụ như là chúng ta quay ngược sáng thì chúng ta có thể là chỉnh nhanh về filter số 3 này. Đó, filter số 3 này. Đó các bạn nhé. Còn nếu mà trong môi trường thiếu ánh sáng chúng ta có thể đẩy về 1 hoặc 2 hoặc là tùy chỉnh các bạn nhé. Đó, rất là tiện đúng không ạ. Tùng thật sự là không nói gì nhiều các bạn ạ. Với dòng AX100 này
hệ rất là máy, là rất là chuyên nghiệp. Anh em quay sự kiện live stream bóng đá, bóng đùng, live stream nhà thờ, live stream thánh lễ, hay là live stream về hầu đồng hầu điếc thì nó là tuyệt vời rồi. Đó, một con máy quay rất là chuyên nghiệp. Máy thì Lionel các bạn nhé, đây các bạn có thể nhìn thấy này, máy Lionel luôn, đẹp long lanh, đẹp lung linh như mới. Thì con này Tùng bán ra là kèm đầy đủ phụ kiện pin, sạc, cáp, túi. À, Tùng xin lỗi, túi không có các bạn nhé, quen mồm bởi vì là quen đọc phụ kiện rồi. Pin, sạc, cáp, cáp USB, cáp HDMI và thẻ 64GB U3 170M. À, giá Tùng bán là 23 triệu các bạn nhé, 23 triệu, giá chuẩn 23 triệu. Sony FDR AX100 4K. Modem rất là huyền thoại, rất là, nói chung là phải nói là đến giờ phút này dòng AX100 vẫn là hệ máy vừa tầm tiền mà rất là nổi tiếng đúng không ạ? Chứ còn thật sự là bây giờ để Tùng phân tích giá cho các bạn này. Tùng phân tích giá luôn cho các bạn thông cảm nhé. Giá Tùng bán là 23 triệu, giá chuẩn. Tùng bao ship và kèm đầy đủ phụ kiện trừ túi ra, bởi vì máy hệ máy to này Tùng không có túi. Đấy. Thì rất nhiều anh em mua đi bán lại với cái giá tầm 19, 20, 21. Nhưng mà thật ra thì cái chất máy là qua sử dụng rồi, tức là cái theo kiểu gọi là qua sử dụng nhiều nhiều rồi, cái chất máy nó không còn như mới này đâu ạ. Chất máy nó không còn như mới như thế này đâu các bạn nhé. Đó, chúng ta phải nhìn chất máy để chúng ta đánh giá nhé. Và có những lúc Tùng cũng bán chỉ 19 triệu mấy thôi. Đó, với cái thời điểm bây giờ có những con máy Tùng chỉ bán 19 triệu mấy, hoặc 20 triệu, hoặc 20 triệu 5, hoặc 21 triệu thôi. Nhưng mà nó phụ thuộc vào chất lượng, phụ thuộc vào hình thức máy các bạn nhé, phụ thuộc vào hình thức máy, nên là các bạn thông cảm cho Tùng. Chúng ta dựa vào hình thức máy, chất máy để chúng ta đưa ra cái giá nó hợp lý nhất. Và con này thì Tùng để cho mọi người là giá là 23 triệu, phụ kiện đầy đủ trừ túi các bạn nhé. Tùng có ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra xong rồi thanh toán. Đấy, máy Tùng bán ra Tùng sẽ bao lỗi đổi máy 10 ngày và bảo hành 6 tháng cho các bạn yên tâm sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời máy, nên các bạn là yên tâm về cách sử dụng nhé. Tùng sẽ hỗ trợ các bạn từ A đến Z, các bạn khó chỗ nào thì Tùng sẽ hỗ trợ các bạn. Sony FDR AX100 các bạn cần liên hệ ngay số điện thoại 0868 238 232 hoặc nick Facebook Nguyễn Tùng có tên đệm đằng sau là Tùng Phú Thọ, hoặc là các bạn có thể truy cập qua Zalo theo số điện thoại 0868 238 232. Đó các bạn nhé, AX100 máy như mới các bạn nhé, máy như mới hệ NTSC. Đó, chúng ta có thể set 24 2224 các bạn nhé, 24P đấy ạ. Chúng ta cũng có thể set 24P các bạn nhé, máy còn như mới luôn. Các bạn là cần thì liên hệ ngay cho Tùng nhé. Và tiếp kế tiếp thì Tùng vẫn tiếp tục sẽ lên các dòng máy quay phim cho các bạn ở tham khảo. Các bạn nào cần chốt ngay hàng như mới luôn ạ.